Vì một thành phố thông minh Bình Dương. Vì một thành phố thông minh Bình Dương. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Vì một thành phố thông minh Bình Dương. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương phối hợp với Ban điều hành thành phố thông minh Bình Dương thực hiện. Đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình 7 giờ 30 phút thứ năm các bạn nhé. Trên tần số FM 92,5 MHz. Thưa quý vị và các bạn, Bình Dương và thành phố Eindhoven chính thức thiết lập mối quan hệ hữu nghị và hợp tác trong các lĩnh vực quy hoạch cơ sở hạ tầng, xây dựng và phát triển đô thị, kinh tế, khoa học kỹ thuật, y tế, giáo dục và đào tạo từ tháng 1 năm 2015. Qua hơn 5 năm thực hiện, Bình Dương đã đạt được nhiều kết quả, tạo nền tảng bứt phá trong quá trình hội nhập quốc tế. Đặc biệt là trong lĩnh vực hợp tác phát triển đề án thành phố thông minh Bình Dương với sự hỗ trợ tích cực của chính quyền thành phố Eindhoven, Tổng lãnh sự Hà Lan tại thành phố Hồ Chí Minh, tập đoàn Brightport và Tổng công ty BKMS IDC Bình Dương đã liên tục tổ chức thành công các hội nghị hội thảo quốc tế lớn về thành phố thông minh vào các năm 2016-2017, áp dụng thành công mô hình hợp tác ba nhà phù hợp với thực tế tại địa phương, từng bước triển khai hiệu quả chương trình hành động Bình Dương Navigator với các phần chính là con người, công nghệ, kinh doanh và các yếu tố nền tảng. Trong chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2025, tỉnh Bình Dương tiếp tục triển khai đề án dùng đổi mới sáng tạo, sự tiếp nối trong đề án thành phố thông minh Bình Dương cùng với quy hoạch khu công nghiệp khoa học công nghệ, tập trung triển khai đào tạo nguồn nhân lực, phát triển khoa học công nghệ, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, đẩy mạnh tỷ trọng dịch vụ, đặc biệt là thương mại điện tử, thương mại quốc tế, với dự án tiêu biểu là Trung tâm Thương mại Thế giới thành phố mới Bình Dương. Bài viết xây dựng nền tảng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo làm lực đẩy chất lượng tăng trưởng của tác giả Bạch Dương sẽ phản ánh cụ thể hơn về đề án chiến lược này. Mời quý vị cùng nghe. Từ năm 2016, Bình Dương triển khai đề án thành phố thông minh nhằm chuyển đổi mô hình tăng trưởng, bắt nhịp của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đón làn sóng đầu tư mới chất lượng cao. Không chỉ quan tâm đến ứng dụng công nghệ, đề án thành phố thông minh là chương trình toàn diện nhằm tăng tốc kinh tế xã hội Bình Dương, đóng góp mạnh mẽ vào sự phát triển vượt bậc giai đoạn 2016-2020 và tạo đà bứt phá mới cho giai đoạn 2021-2025. Đề án đặt con người và tri thức làm trọng tâm, lấy kết nối hợp tác làm phương châm để phát triển. Đề án thành phố thông minh Bình Dương xác định 46 chương trình hành động cụ thể trong 4 lĩnh vực: con người, công nghệ, doanh nghiệp và các yếu tố nền tảng. Các hành động cụ thể sẽ được linh hoạt điều chỉnh cho phù hợp với từng thời điểm dựa trên khung sườn định hướng chung của đề án. Đề án cũng quy hoạch vùng thông minh Bình Dương bao gồm toàn bộ khu vực phía nam của tỉnh, trong đó khu vực thành phố mới thuộc khu liên hợp công nghệ đô thị dịch vụ là hạt nhân, phát triển có trọng tâm, từng bước tạo hiệu ứng lan tỏa. Học tập từ Eindhoven, Hà Lan, đề án cũng đã xác định từng bước hình thành mô hình ba nhà, đẩy mạnh hợp tác giữa chính quyền địa phương, các doanh nghiệp, các diện trường trong tỉnh, đồng thời liên kết linh động với các vùng khác và quốc tế. Trong mối quan hệ này, nhà nước giữ vai trò lãnh đạo chung, thúc đẩy sự năng động sáng tạo hiệu quả của doanh nghiệp và các diện trường. Các bên liên quan trong hợp tác ba nhà sẽ cùng đóng góp vào tiến trình chung thông qua việc cùng chia sẻ những mối quan tâm, kiến thức, tư tưởng, tầm nhìn, hành động cụ thể cho sự phát triển trong tương lai. Sự nỗ lực quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự hỗ trợ nhiệt tình của các chuyên gia, nhà khoa học đến từ Hà Lan, đề án thành phố thông minh Bình Dương đã gây tiếng vang lớn trên trường quốc tế. 2 năm liên tiếp, Bình Dương được Diễn đàn Cộng đồng Thông minh Thế giới ICF bình chọn trong danh sách địa phương có chiến lược phát triển thành phố thông minh tiêu biểu của thế giới, trở thành thành viên chính thức của Hiệp hội Khoa học Đô thị Thế giới WTA, Trung tâm Thương mại Thế giới WTC. Trong việc xây dựng chính quyền điện tử, Bình Dương đứng thứ tư toàn quốc về ứng dụng công nghệ thông tin. Cổng thông tin điện tử Bình Dương đứng hạng nhất trong 63 tỉnh thành. Tiếp nối đề án thành phố thông minh, tỉnh Bình Dương đang hình thành ý tưởng xây dựng nền tảng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thông qua đề án dùng đổi mới sáng tạo Bình Dương, trọng tâm trong xây dựng thành phố thông minh giai đoạn tiếp theo. Trên cơ sở nghiên cứu các mô hình phát triển trên thế giới về dùng đổi mới sáng tạo như DeGen, DeDoc Innopolis, Hàn Quốc, Brainport Eindhoven, Hà Lan, đề án dùng đổi mới sáng tạo Bình Dương
Bình Dương Innovation Region là một mô hình hoàn toàn mới, mang tính sáng tạo cao, phù hợp với thực tiễn của Bình Dương, có vận dụng và đúc kết từ những thành tựu của các vùng đổi mới sáng tạo. Đây cũng là nội dung trọng tâm trong xây dựng thành phố thông minh Bình Dương cho giai đoạn tiếp theo, mang tính đột phá tích hợp, gồm thành phố Thủ Dầu Một. Trong đó, thành phố mới là khu đô thị trung tâm, khu công nghiệp khoa học công nghệ tại huyện Bầu Bàng với vị trí khu làm việc và khu đô thị, giao thông công cộng, logistics, vân vân. Bên cạnh đó, một nhân tố không thể thiếu trong vùng đổi mới sáng tạo Bình Dương là việc hình thành khu công nghiệp khoa học công nghệ được quy hoạch tại huyện Bầu Bàng để thu hút các tập đoàn đa quốc gia, đẩy mạnh công tác nghiên cứu và chuyển giao tri thức, vừa đóng vai trò tiên phong cho ra đời các phương tiện sản xuất mới, ít thâm dụng lao động, vừa phục vụ cho các ngành sản xuất sản phẩm có giá trị tăng cao, vừa tập trung nghiên cứu và phát triển khoa học, xây dựng môi trường sống tốt cho chuyên gia, tăng năng suất lao động, tăng dần tỷ trọng kinh tế số trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Đề án dùng đổi mới sáng tạo Bình Dương, Bình Dương Innovation Region được kỳ vọng sẽ tạo ra đòn bẩy nhằm thúc đẩy xây dựng nền tảng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và rộng hơn là văn hóa đổi mới sáng tạo bền vững, giúp tỉnh Bình Dương xây dựng một môi trường hấp dẫn cho các nhà khởi nghiệp, các công ty công nghệ tiếp tục tham gia vào các tổ chức kinh tế lớn trên thế giới. Từ đó giúp tỉnh nâng cấp nền sản xuất hiện tại, tạo ra các công cụ sản xuất mới và phát triển đồng đều trên tất cả các mặt của đời sống xã hội, dần tăng tỷ trọng kinh tế số trong nền kinh tế. Chúng ta vừa nghe bài viết xây dựng nền tảng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo làm lực đẩy chất lượng tăng trưởng của tác giả Bạch Dương. Thưa quý vị và các bạn, đề án vùng đổi mới sáng tạo Bình Dương, Bình Dương Innovation Region được xem là bước đột phá sản xuất công nghiệp, hạ tầng mang tính nền tảng cho việc hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thu hút đầu tư có giá trị gia tăng cao, tạo tiền đề cho sản xuất công nghệ cao. Vùng đổi mới sáng tạo có thể so sánh phù hợp với 4 chương trình đột phá của tỉnh Bình Dương trong nhiệm kỳ tới, cũng như 9 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, đầu tư phát triển nguồn nhân lực, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và hạ tầng giao thông, phát triển công nghiệp phải gắn liền với phát triển khoa học công nghệ, phát triển mang tính kết nối vùng để phát triển kinh doanh sản xuất với các đơn vị khác. Song song đó, phát triển kinh tế của Bình Dương phải gắn với phát triển kinh tế của vùng. Phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Trước hết xin được cảm ơn đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã dành thời gian trao đổi với chương trình. Thưa đồng chí, triển khai nhiệm vụ năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh có những nhóm giải pháp lớn như thế nào ạ? Trên cơ sở là cái đà mà được giữ của năm 2020, thì trong năm 2021 thì đặt ra nhiều nhiệm vụ giải pháp trọng tâm. Trước hết là chúng tôi sẽ tổ chức thực hiện nhiều cái giải pháp và chọn những giải pháp động lực mang tính đòn bẩy để làm sao mà cái thu tăng của GRDP từ 8,5 đến 8,7%. Cái thứ hai nữa thì quyết liệt là cái cách, cái phương pháp lề lối làm việc. Và cái thứ ba nữa là vấn đề mà giải ngân đầu tư công. Chúng tôi cũng đã bàn đưa ra nhiều cái giải pháp, trong đó phải khắc phục những cái điểm nghẽn và những cái khâu cũng như là trách nhiệm của người đứng đầu của các ngành để tạo ra một cái giải pháp thật là hữu hiệu để chúng ta giải ngân cho nó tốt và tổ chức hoạt động kinh doanh sản xuất trong năm 2021 đạt được cái hiệu quả như mong muốn đặt ra. Đối với một số vấn đề khác thì chúng tôi đã có một cái nghị quyết để tổ chức thực hiện rất là căn cơ, có những cái giải pháp mà trước mắt, giải pháp tình thế, cũng có những giải pháp lâu dài, chẳng hạn như vấn đề về ùn tắc giao thông, những vấn đề về xây dựng mở rộng hạ tầng giao thông để đảm bảo là hoạt động kinh doanh sản xuất cũng như người dân đi lại được thông suốt. Về vấn đề an sinh xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng trong giai đoạn tới thật là bền vững.
Nhân dân trong tỉnh Bình Dương rất là phấn khởi trước những kết quả đạt được trong năm 2020. Mặc dù trong bối cảnh tình hình rất là khó khăn, nhưng Bình Dương vẫn giữ được cái sự tăng trưởng ổn định và phát triển. Thì nhân dân cũng rất là tin tưởng về những kết quả mới trong năm 2021. Về phía lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, đồng chí tin tưởng kỳ vọng gì về sự phát triển của tỉnh Bình Dương trong năm 2021? Với kết quả đạt được trong năm 2020, như chúng ta đã biết, đây là cơ sở, là cái nền tảng để Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục lãnh đạo với nhiều giải pháp trọng tâm, nhiều cái giải pháp mang tính chất động lực, đòn bẩy để tiếp tục thực hiện thắng lợi trong năm 2021. Với một cái sự quyết tâm đó, thì tôi tin tưởng rằng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, toàn đảng, toàn quân, toàn dân và cả cộng đồng doanh nghiệp trong thời gian tới sẽ nỗ lực nhiều hơn để mà chúng ta đạt được cái kỳ vọng đặt ra trong năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, đô thị thông minh, văn minh hiện đại là xu thế tất yếu của tiến trình phát triển hiện nay và cả trong tương lai. Hướng tới xây dựng đô thị thông minh, văn minh hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân trên tất cả các mặt tiện ích và đời sống. Một đô thị thông minh, văn minh hiện đại không chỉ giải quyết tốt bài toán về dịch vụ đáp ứng nhu cầu cuộc sống, cảnh quan môi trường, giáo dục, đào tạo, mà còn giải quyết tốt các vấn đề thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Điều đó có thể nhận thấy qua việc các khu công nghiệp công nghệ cao được hình thành, các trường đại học được mở ra, đề án thành phố thông minh Bình Dương được mở rộng thành vùng đổi mới sáng tạo Bình Dương. Không chỉ phấn đấu xây dựng Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại, mà Bình Dương còn tiếp tục hướng tới trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại vào năm 2030 và đô thị thông minh của vùng và cả nước vào năm 2045. Phần cuối chương trình hôm nay mời quý vị thư giãn với tiểu phẩm Cứ đi rồi sẽ tới của tác giả Anh Thư. Chị Sáu ơi, xong hết chưa chị Sáu? Xong nãy giờ rồi, chờ chị qua tới là đi liền á. Giờ này siêu thị mở cửa rồi đó, mình đi xe buýt cho khỏe nha chị. Vậy hả? Tôi tưởng là đi xe máy nên đem theo áo khoác nón bảo hiểm tùm lum nè. Thôi khỏi, chỉ cần đem vỏ sách với tiền là đủ rồi. Ra trước nhà đi bộ chút xíu là có trạm xe buýt, leo lên chút xíu là tới siêu thị liền. Bây giờ thời hiện đại sướng thiệt ha, đi đâu cũng có dịch vụ phục vụ tận răng luôn à. Thôi tôi chị tranh thủ để có nhiều thời gian mình chọn lựa. Mình đi xe buýt vừa mát vừa an toàn hết chị. Đúng điệu chị em mình là công dân thành phố thông minh nha chị. Ông ơi, ông ơi, ông Sáu ơi, ông Sáu. Trời ơi, xách đồ phụ tôi nè. Làm cái gì mà dán mắt vô cái điện thoại tối ngày à? Nghe rồi bà ơi. Để tôi xách vô cho. Rồi bà tính bà nấu đám định hay sao bà mua dữ thần vậy nè? Thì lâu lâu đi mua một bữa cho đã rồi về. Lo mua riết mà quên giờ luôn. Tới lúc sực nhớ cái thấy 5 giờ chiều rồi. Có cái gì trên điện thoại mà ông coi hoài vậy hả ông nè? Giỡn mặt bà kìa. Tôi thấy cái chữ ghen trên trán bà rồi đó. Tôi đang coi cái chương trình giao thông giờ cao điểm ở trên trang fanpage của đài phát thanh truyền hình Bình Dương bà ơi. Ôi, cái chương trình này có hồi nào nghe lạ vậy ông? Người ta có từ hồi Tết Tây 1 tháng 1 á. Hôm đó bà nghe hay dữ thần đó bà. Vậy hả? Cứ 5-6 giờ chiều mở lên nghe là tự nhiên là bà biết ta nói quá trời qua đất thông tin về tình hình giao thông trên mọi tuyến đường của tỉnh Bình Dương rồi các tỉnh lân cận luôn. Vậy hả? Đó. Rồi tôi thấy bà lâu về rồi tôi sợ kẹt xe thành ra tôi mở lên tôi coi sao á chứ. Đường cũng đông nhưng mà vẫn chạy xe được. Vậy hả? Thì hồi nãy tôi có coi, tôi nghe cái thông tin đó, thấy mấy anh mấy chị phát thanh viên ngồi nói đó, rồi tôi thấy về tôi nghe tôi yên tâm. Đó. Mà tôi dặn nè. Sao? Từ giờ trở đi mà có đi đâu cái tầm 5-6 giờ chiều á, nhớ mở đài Bình Dương, mở Facebook vô coi chương trình, nắm thông tin cái chỗ nào bị kẹt, chỗ nào thông thoát, cái chọn cái hành trình cho nó an toàn. Tiện quá sức bà. Thành phố thông minh mà ông. Giờ đi đường cũng được cung cấp thông tin giao thông bằng điện thoại thông minh luôn á. Đó. Mà ngộ ghê bà. Sao? Công nhận cái chương trình này hay thiệt cái bà. Tôi nói mấy ông bác tài á tham gia cung cấp thông tin, tôi nói mấy anh mấy chị phát thanh viên đọc cũng kịp luôn á bà. Vậy đó, hả? Đó. Rồi nghe, cứ hãy mà đi đường kẹt xe cũng thông tin cho chương trình,
giao thông ồn tắc cũng thông tin, có da quẹt, có da chạm, có tai nạn cũng thông tin luôn. Đặc biệt còn chỉ nhau chọn cái đường nào đi cho thuận tiện an toàn nữa bà. Vậy hả? Hay không? Tôi khen ông á. Làm gì khen tôi? Đúng là công dân thành phố thông minh chứ sao. Mà trước mắt á là xách đồ vô giùm tôi cái đã. Thấy không, cà khịa thấy không? Mà tôi nói bà nghe nè. Sao, cái gì nữa? Bà đi siêu thị, bà đi mua đồ, bà đi chợ hay là bà đi dọn siêu thị rồi bà nói tôi nghe cái coi sao mà quá trời đất vậy nè. Thì mua chuẩn bị Tết luôn. Ta nói công nhận sướng thiệt á ông. Xe bích chở tới siêu thị luôn. Thiệt luôn á hả? Ừ. Công nhận ha. Đúng là cái chuyện trước đây không dám nghĩ tới ha bà. Mà giờ là thành hiện thực rồi. Rồi cái bà ngồi trên chiếc xe bích bà đi nữa, dù đi dù về sướng ha. Thì cứ làm rồi sẽ được, cứ đi rồi sẽ tới. Cái quan trọng á là mình có dám làm, dám đi hay không thôi hả? Trời, danh xưng thành phố thông minh Bình Dương của mình đó là thể hiện cái điều đó rồi. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Vì một thành phố thông minh Bình Dương xin tạm dừng tại đây. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương phối hợp với Ban điều hành thành phố thông minh Bình Dương thực hiện. Hãy theo dõi chương trình lúc 7 giờ 30 phút thứ năm hàng tuần trên kênh FM 92,5 MHz quý vị và các bạn nhé. Kim Thư đăng trình và ekip thực hiện chương trình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau. Thành phố thông minh Bình Dương cùng kiến tạo tương lai bền vững. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần qua, chương trình Câu chuyện giao thông đã nhận được nhiều câu trả lời từ thính giả với câu hỏi: theo Nghị định 100 năm 2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy mà chạy quá tốc độ quy định từ 5 km/h đến dưới 10 km/h thì hình thức phạt ra sao? Và đáp án đúng của chương trình là đáp án A, từ 200 đến 300 ngàn đồng. Xin chúc mừng hai vị thính giả có số điện thoại cuối là 999936 và 839946 đã trả lời chính xác và nhanh nhất đáp án của câu hỏi. Mỗi thính giả sẽ nhận được một thẻ cào điện thoại trị giá 100 ngàn đồng. Tiếp tục tìm hiểu các quy định của luật giao thông đường bộ, câu hỏi của chương trình Câu chuyện giao thông tuần này là theo Nghị định 100 năm 2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, thì khi người đi bộ đu bám vào phương tiện giao thông đang chạy thì mức phạt là bao nhiêu? Đáp án A, 60 đến 100 ngàn đồng. Đáp án B, 200 đến 400 ngàn đồng. Trả lời cho câu hỏi này, quý vị thính giả vui lòng soạn tin nhắn CCGT khoảng trắng đáp án khoảng trắng gửi 8779. Ví dụ, nếu quý vị chọn đáp án A là đúng thì soạn tin nhắn CCGT khoảng trắng A khoảng trắng gửi 8779. Có hai giải thưởng dành cho hai thính giả có câu trả lời chính xác và nhanh nhất gửi đến tổng đài. Mỗi giải là một thẻ cào điện thoại 100.000 đồng. Kết quả sẽ được chúng tôi thông báo trong số phát sóng kỳ tới. Mời quý vị và các bạn cùng tham gia để có cơ hội nhận được các giải thưởng từ chương trình. Ban An toàn Giao thông tỉnh Bình Dương hân hạnh tài trợ giải thưởng cho chương trình này. Để yêu cầu những ca khúc mình yêu thích và gửi những lời nhắn đến người yêu thương hoặc tham gia Zalo trực tiếp trong chương trình Ca nhạc theo yêu cầu lúc 14h30 phút đến 16 giờ hàng ngày trừ chủ nhật trên sóng FM Bình Dương 92,5 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương. Quý vị và các bạn tham gia bằng cách: cách thứ nhất, gọi đến tổng đài 1900 2148, gặp tổng đài viên để yêu cầu ca khúc mình yêu thích từ 9 giờ đến 23 giờ hàng ngày. Các bạn nhớ nhé, tổng đài 1900 2148. Cách thứ hai, soạn tin nhắn TA viết hoa dấu cách tên bài yêu cầu dấu cách lời nhắn rồi gửi đến tổng đài 8779. Đặc biệt hơn nữa, khi tham gia chương trình, nếu thính giả nào có nhu cầu kết bạn qua sóng phát thanh sẽ được cấp một mã số kết bạn. Thính giả cả nước chỉ cần soạn tin nhắn TA dấu cách mã số kết bạn gửi đến 8779 để kết bạn với thính giả đó. Chúc quý vị và các bạn có được những giây phút thư giãn thoải mái cùng Ca nhạc theo yêu cầu. FM
FM Bình Dương 92,5 MHz, kênh radio của mọi người, mọi nhà.